Hình như 2 tuần mới qua đúng không Tính? Dạ đúng rồi. Tính ra dặn 1 tuần luôn á. Tại... Bạn Hoa? Dạ tại vì chết bực. Sự là cứ bảo làm sao nó cứ lên viêm. Bé này nó gãy luôn á Nghiệp. Cái này nó sắp gãy rồi đấy.
Mấy cái cục viêm mình nó lên lâu chưa kìa? Chứ cũng được tuần trước ấy. Tuần trước hả? Dạ. Chưa hết hẳn rồi, em đi.
bầm. Toàn đau chỗ hiểm không tới chứ. Cố lên. Máu đổ. Bật máy xông hơi cho bạn ơi.
Để em tắt đi, che hết chỗ lấy mụn mà. Okay.